Chào các bác, hôm nay shop về được chiếc đầu băng cối Tech A4300, một chiếc đầu rất là hay. Và cũng như là chiếc đầu này thì được nhiều bác săn lùng bởi cái giá của sản phẩm nó hợp lý mà nó đem lại chất âm hay. Dòng này nó chạy auto mode 2 chiều, chạy bằng 7 các bác nhé. Chất âm của nó thì ngang ngửa với dòng đàn anh 6300, chỉ có điều là con này chạy bằng 7, còn 6300 thì chạy bằng 10. Tuy nhiên thì dòng này thì giá rất là hợp lý luôn. Và máy thì với thiết kế to cao đẹp, máy này thì về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc. Và ruột gan sắt xi 7 màu, vỏ gỗ rất là mới, hoạt động hoàn hảo, bên em đã test kỹ. Đi vào chi tiết thì em mời các bác chúng ta cùng lại gần để chúng ta quan sát xem máy Tech 6300. Máy thiết kế với cái mặt nhôm phanh nó là màu trắng. Đây, rất là đẹp. Màu trắng. Ở đây thì có hai đồng hồ vuông. Các cái phím chức năng thì nằm hết ở sắp xếp gọn gàng ở phía dưới. Có cái volume này cho đường live vào, volume cho đường mic, công tắc nguồn và các cái tinh chỉnh ở đây. Các nút tua này, tạm dừng này. Máy chạy auto vớt 2 chiều nhá. Dòng này thì chất âm rất là hay, anh em đánh giá ngang ngửa với con 6300. Các bác chơi con này thì sẽ rất là hợp lý. Các bác nghe một lúc đi, sau đó em sẽ cho các bác xem cái nội thất luôn. Nội thất sắt xi 7 màu. Đây, thử luôn 2 chiều cho bác xem. Tech A4300, con này thì đẹp xuất sắc, đẹp từng chi tiết luôn. Các cái núm của nó thì là màu trắng, rất là bóng bẩy. Con này thiết kế với chặn hình mũi tên rất là chắc chắn, không như nhiều con nó dùng cái nút bịt cao su thì lâu ngày nó sẽ lão hóa. Cơ chế vận hành êm mái chắc chắn. Phần vỏ gỗ em xin quay cho các bác. Dòng đầu cối này thì nó có cái phần vỏ gỗ khá là đẹp. Cái vân vỏ gỗ của đầu cối thì nó làm đẹp hơn là vân gỗ ở trên loa luôn. Phần lắp lưng còn sáng bóng. Một chiếc máy quá mới ạ. Các bác xem đẹp xuất sắc, dòng này chất âm cực kỳ là hay luôn. Em sẽ thử các cái chức năng cho các bác xem. Tua này vận hành rất là êm ái luôn. Dòng 4300, một dòng đầu nổi tiếng cho các bác chơi. Cái hình thức cũng như cái thiết kế nó rất là đẹp. Các bác thấy không, thiết kế nó rất là đẹp, to cao. Các bác thấy giọng rất mộc chưa? Máy này thì bên em bao zin nguyên bản và hoạt động tốt cho các bác chơi. Lát nữa thì em sẽ cho các bác coi phần nội thất. Dòng này nó size nó lớn khi mà các ông bày hệ thống âm ly em đang bày con Samsung 7070 rất hợp, đánh với đôi loa Pioneer set 701.
chất âm quá là hay. Các bác nhìn cái băng nó chạy là các bác biết là cái chất lượng của chiếc này còn rất tốt. Chờ giây lát thì em sẽ tháo máy và các bác xem cái phần nội thất phía sau. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng, hương nồng hoa tình hài, đậm đà ngay đó gọi tên nhà nàng cách gần bên gian hoa sứ. À, mời các bác quan sát ra phía sau của máy thì nó ở đây nó sẽ có hai đường vào các bác nhé, hai đường ra, các bác có thể ra hai âm ly cùng một lúc và nó cũng có hai đường vào. Đấy, và các cái công tắc chuyển ở đây. Dòng này thì chạy điện 100V các bác nhé, và cái phần lắp lưng này của nó thì còn khá là đẹp. Em đã tháo ốp sẵn rồi, mời các bác quan sát cái phần nội thất phía trong máy. Em xin phép được tắt máy đi. Dòng này thì cái phần sắt xi của nó thì quá là mới. Cái phần nội thất của nó rất là đẹp luôn. Đấy, các bác có thể thấy là cái nội thất này cũng như là cái phần sắt xi này của nó là còn vàng óng này, 7 màu. Máy mới rất là đẹp. Đấy, hiếm mà có những con tech 4300 về đẹp được như thế này. Đấy, các bác nào quan tâm thì các bác hãy alo trực tiếp cho em. Nội thất rất là đẹp khủng. Đây, motor rồi các thứ hoạt động hoàn hảo, êm ái nhá. Đấy, em đã đưa quay sát vào, các bác thấy nó vận hành rất là êm ái luôn. Đặc biệt là cái phần sắt xi 7 màu. Rồi. Và em đặt trần cũng xin được báo giá cho các bác là cái chiếc đầu băng cối tách 4300, máy này thì có giá bán của nó là 9 triệu đồng. Bác nào có nhu cầu thì mời các bác hãy alo cho em đặt trần. Số máy của em là 0983586968. Sau đặt trần thì với địa chỉ là phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em ship hàng toàn quốc thưa các bác. Một cái con đầu rất là hay.
con đầu rất là hay, đẹp, chất lượng luôn, quá là đẹp luôn. 9 triệu đồng thôi. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ.